chào mừng mọi người đã đến với kênh radio tâm linh ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một câu chuyện khá là hay cũng khá là đặc biệt bởi vì nó mang một màu sắc rất là mới với kênh của chúng ta câu chuyện đỡ đẻ cho ma một câu chuyện kể về một cô gái rất là bi thảm không để mất thời gian của mọi người thêm nữa mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây trong làng có lũ lượt xuất hiện một cỗ quan tài mục nát trồi nổi bên trong là một thi thể phụ nữ mặc khỉ phục đỏ thẫm đêm đó bố tôi lén mò vào trong đấy không bao lâu sau, bụng của thi thở đó dần nhô cao. Cô ấy mang thai rồi. Đạo sĩ sợ hãi. Diễm thì sinh con. Cả làng này sẽ phải trồn theo. Tôi chưa từng gặp một thi thể nào xinh đẹp đến như thế. Cô ấy ngửa mặt lên trời, mặc hỷ phục đỏ thẫm, yên giấc trong chiếc quan tài cổ xưa ngàn năm. Điều kỳ lạ nhất là, dù đã chết nhiều năm như thế, nhưng thi thể cô ấy chẳng hề hư hại, làn da vẫn sáng mịn như ngọc, gò má đầy đặn mềm mại, giữa trán chấm một nốt chu sa, đẹp đến rung động lòng người. Làng chúng tôi nổi tiếng nghèo làn, đàn ông nhiều, phụ nữ ít. Đám đàn ông mở quan tài đều nhìn đến ngẩn người. Mười mấy người vây quanh bờ sông, cuối cùng bố tôi gan lớn đưa tay xuống dưới mũi người phụ nữ để thử hơi thở thật sự chết rồi nhưng sao lại giống người sống thế nhở đẹp quá ôi tôi muốn người vợ người vợ như này ngủ thôi cũng thấy đẹp dù có là ma tôi cũng cam lòng trưởng làng tỉnh táo trước tiên ra lệnh đóng quần tài lại việc xảy ra khác thường ắt có điều lạ sáng mai tôi sẽ mời đạo sĩ quả xem nhưng giây phút đóng quần tài lại ấy tôi cảm nhận một ánh mắt lạnh lẽo. Ngày sau đó, hô hấp của tôi ngưng lại, bởi vì trong khe hở của quan tài, tôi nhìn thấy thi thể kia đột nhiên nghiêng đầu, mở mắt nhìn tôi. Đầu cô ấy đội khăn hỉ, hốc mắt đèn nhánh, khóe miệng, nhếch lên, kinh khủng hơn có thể nói thành lời. Tôi sợ hãi vội vàng nắm chặt tay bố. Bố, mắt cô ấy động đậy. Nhưng bố tôi gần như không quan tâm đến tôi hoặc nói là cả đời này của ông ta chưa bao giờ để đứa con gái như tôi vào mắt. Ông ta nhìn chầm chầm vào quan tài, ánh mắt xì dại, giống như đã mất hồn. dáng vẻ lưu luyến không nỡ ấy đã chọc cho những người đàn ông khác cười lớn. Nhóc con, mẹ mày trốn được non nửa năm rồi. Bố mày thế này, chắc là thèm phụ nữ lắm đấy. Ui, thấy người đẹp, hồn vía lên mây hết cả rồi. Đêm đó, làm thế nào tôi cũng không ngủ được. Mưa trút xuống cả ngày lẫn đêm, giống như muốn nhấn chìm thôn làng nhỏ bé này. Tôi ghét trời mưa. Nửa năm trước, mẹ tôi cũng mất tích vào một ngày trời mưa. Người trong làng giấu kín sự mất tích của bà ấy, đều nói bà ấy chạy theo người đàn ông bên ngoài. Nhưng tôi biết bà ấy không làm thế. Bà ấy từng nói, cho dù có chạy cũng sẽ mang tôi đi cùng. Tôi móc miếng ngọc Phật trên cổ ra đó là đồ mẹ để lại cho tôi. Không biết có phải do ảo giác hay không, mà hôm nay khi thi thể phụ nữ trong quan tài nhìn về phía tôi, Ngọc Phật lại nóng lên. Cổ tôi cũng bị bỏng thành một vết đỏ. Tôi nắm thật chặt Ngọc Phật trong lòng bàn tay, rồi thầm gọi tên mẹ, rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Nước lũ đã chặn mất đường vào làng. Hơn nửa tháng sau, đạo sĩ mới lững thững đi đến các người thật hồ đồ. Ẩm quản ngập nước, ngàn năm dung gian không đổi, hoàn toàn là dựa vào tả khí oán khí. Tuy tiện mở nắp quan, ắt phải gặp tài họa. Đạo sĩ vừa nhìn quan tài cổ xưa, vừa kêu lớn không ổn. Ông ấy tìm mấy con gà trống đã được nuôi năm sáu năm, cắt tiết lấy đầy một chậu máu. Gà trống thuần dương, thiếu âm, càng hung dữ càng có thể trừ tà, tài họa lùi biến. Trước khi mở nắp quan tài, ông ấy bảo những người đã va chạm vào quan tài phải cùng kính thắp bà nén hương. Sau đó, gội hết trộm máu gà lên trên quan tài. Bùa vàng vừa đốt, theo sau là mấy tiếng lèn kèn, quan tài cổ được mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người bất giác hít khí lạnh. Cơn ấn lạnh từ lòng bàn chân truyền khắp cả người tôi thì thể nữ vẫn xinh đẹp như lúc tàu chỉ là phần bụng lại nhô cao lớn giống như mang thai sắp sinh vậy dường như cái bụng ấy còn đang chầm chậm độc đậy thì thể này đã trôn cất được nghìn năm vậy mà lại mang thai người chết còn có thể mang thai ư ừ, làm sao có thể ai khiến cô ấy mang thai đây đạo sĩ đổ mồ hôi lạnh hô to không ổn cả trống chỉ khắc chế âm linh không khắc được yêu quái. Diễn thì sinh con, đứa trẻ mà, ắt thành quỷ. Ông ấy nghiêm giọng truy hỏi. Khi mở nắp quan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kẻ rõ đầu đuôi ngọn ngành cho tôi nhanh lên. Trường làng đã bị dọa sợ đến nhũn cả chân từ lâu, không dám giấu giếm điều gì, đều nói hết ra. Hóa ra, khi mở quan, trên mặt thi thể nữ có phủ giấy vàng nhưng khi ông ta định ngăn cản thì dân làng đã hấp tấp lấy nó ra. Đại sứ lắc đầu. Quản tài với hoàng phù đều là vật dùng chấn áp tả khí. Rốt cuộc, oán khí ngập trời của cái thi thể nữ này đến đầu đây. Xong mọi người vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Ôi, chết nhiều năm như thế còn có thể mang thai sao? Đạo sĩ Trương cười khẩy. <laughs> Các người nhìn người phụ nữ này đi. Đồ dùng trên người đều là đồ nhà giàu có. Quấy mặc hỷ phục, chứng minh chết trong đêm thành hôn. Hơn phân nửa là bị làm nhục nên không được vào phần mộ tổ tiên. Trong bộ cô ấy vốn có âm thai, lặng lẽ hình thành. Cộng thêm mấy ngày nay, có người cho cô ấy dường khí. Đứa trẻ có thể không lớn sao? Tôi nghe đến sững người, da gà đều nổi hết cả lên. Bụng thi thể nữ ngày một lớn hơn, điều kỳ lạ trong làng cũng bắt đầu xảy ra nhiều hơn. Đầu tiên là cha con nhà giết đợt ở đầu làng đột nhiên chết lúc nửa đêm. Bọn họ chết trên giường, trên người không một vết thương nào cả. Cả người không còn một giọt máu giống như bị hút cạn vậy. Tiếp đó nữa, con trai duy nhất của nhà lão hồ cạnh nhà tôi cũng chết tình trạng chết giống như hai cha con nhà Kiều đều trở thành xác khô. Tôi nhớ ra, có mấy lần tôi đều nhìn thấy bọn họ cầm quần, lén la lén nút từ trong đó đi ra. Đại sư, xin ông giúp chúng tôi, mà nữ này hại chúng tôi thành cô nhi quả phụ mất. Một đám người phụ nữ quỳ dập đầu cầu xin ở đó. Đại sư không nể mặt, cười gằn. <laughs> nhân quả tuần hoàn. Ai bảo các người bất kính với người chết? Cả làng sợ đến cực điểm. Đạo sĩ liếc mắt giống như con chim ưng quét qua tất cả nam đinh trong làng. Chỉ dựa vào ba người này mà nuôi được đứa trẻ lớn nhanh như thế. Không thể. Câu nói này không khác gì sấm sét giữa trời quang, nổ vang trong lòng nào có suy nghĩ xấu xa. Lẽ nào tim tôi giật thót vô thức nhìn về phía bố tôi khuôn mặt đèn sạm của ông bỗng trắng bệch nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì song bàn tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm bắt giác run lên tôi thậm chí còn nghe được tiếng răng rắc của bàn tay và các đốt ngón tay tôi biết ông ta đang rất sợ bởi vì ông ta cũng đã chạm vào thi thể đó thi thể nữ biết mê hoặc lòng người từ sau khi nhìn thấy thi thể nữ Cả người bố tôi đã không còn bình thường. Mỗi ngày đều giống như bị cầu mất hồn. Ánh mắt xì dại, không để ý đến cầm nước. Càng ngày càng gầy yếu. Dạo này cứ đến nửa đêm, ông ta đều sẽ gấp gấp ra khỏi nhà. Hễ thì là cả vài tiếng đồng hồ mới quay trở lại. Khi quay trở về, vẻ mặt rất thỏa mãn. Tôi từng hỏi ông ta, nhưng ông ta tỏ ra mất kiên nhẫn. Nói là đến nhà chú Lý Nhị ở phía đông làng đánh bài. Tôi không dám vạch trần ông ta vì sợ bị đánh. Tháng trước, nhà chú hai đã xảy ra hỏa hoạn. Cả nhà đều bị thiêu chết. Ông ta có thể đánh bài với ai được đây? Đánh bài với ma ư? Ừ. Đêm hôm đó, tôi lại nghe tiếng động sột sạt bên ngoài phòng. Tôi gión ra gión rén xuống giường, lấy hết dũng khí đi ra ngoài. Đúng vậy, tôi vẫn luôn nghi ngờ ông ta giấu mẹ tôi đi. Hơn phần nửa là trừng phạt vì bà ấy muốn bỏ trốn ông ta nói mẹ tôi khó nuôi đã mua đến đây mười mấy năm rồi mà vẫn còn trông nóng ra bên ngoài bố ta nói đúng thậm chí phụ nữ thành phố giảo hoạt lắm thói xấu ông ta thậm chí cho rằng chỉ cần sinh được con trai thì mẹ tôi sẽ không ngỡ bỏ đi nàng trong núi vào nửa đêm bốn bề tĩnh lặng ngay cả một chút tiếng gió cũng không có chứ nói gì đến tiếng kêu của côn trùng. Tôi nín thở, đi theo đến cổng nghĩa trang. Bố tôi nhìn cháy, nhìn phải mấy lượt, xác định không có ai mới vội vàng đi vào trong. Nửa đêm nửa hôm đến chỗ này làm gì? Tôi không hiểu vì sao, kiễng mũi chân, tò mò nhìn vào qua khe cửa sổ. Vừa nhìn thấy, hồn vía tôi đều bay lên mây. Tôi sợ đến mức suýt nữa hét lên. Ông ta đẩy nắp quan tài ra, lòng như lửa đốt hôn thi thể nữ kia. Chẳng bao lâu, tiếng thở dốc khó nghe vang lên. Tôi bịt chặt miệng, cả người không ngừng run rẩy trượt xuống mặt đất, ghê tởm đến mắt ói. Lẽ nào, những đêm này, ông ta đều... Nhưng đó là thi thể, đã chết được nghìn năm rồi. Trong đó, không có nguồn sống, nhưng bố tôi lại hăng say, nói một mình. Em hiểu, anh nhớ em quá, em đợi lâu rồi đúng không? Bên ngoài nghĩa trang quả đen đậu đầy trên cảnh cô nhìn chằm chằm tôi. Được, nghe em hết, chỉ cần em ngoan. Sau này, một nhà ba người chúng ta sẽ không bao giờ chia xa. <laughs> một nhà ba người, tôi không dám nghĩ, nghĩ mà lại cảm thấy sợ. Tôi điên cuồng chạy về nhà, gió thổi lên gương mặt tấy nước mắt của tôi trong màn đêm. Không có điểm cuối, dường như vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, cười cợt tôi. Cho đến khi chui vào trong chăn, quấn chặt lấy người, tôi mới dám thở phào một hơi. Ngay lúc này, người ôm chặt tôi phải chi là mẹ, có phải tốt không? Cảm giác lạnh lẽo ấy cứ như là vảy rắn tỏa ra, trong nháy mắt, máu cả người tôi ngừng lại. "Con gái, đừng sợ, có mẹ đây." đầu tôi trống rỗng đây là là giọng nói của mẹ tôi chỉ có bà ấy mới gọi tôi là con gái tôi là đồ vô dụng trong miệng bố tôi là đồ ăn hại trong mắt ông bà nội với cô tôi nhưng tôi là con gái cưng trong lòng mẹ mẹ tôi là sinh viên đại học duy nhất trong làng nhưng từ khi tôi có nhận thức tôi chưa từng thấy bà ấy cười bao giờ dáng người bà ấy cao gầy mảnh mai nói chuyện lịch sự cho dù điều kiện có hạn bà ấy cũng sẽ trải tóc dài của mình cho thật gọn gàng. Sau này tôi mới biết bà ấy bị bắt cóc bán đến đây. Năm bà đại học, khi đang trên trường đi dạy, tình nguyện thì bà ấy bị bắt cóc. Mẹ! Nước mắt tôi nghe lập tức tuần rời. Cách tấm chăn, bàn tay ấy không ngừng vỗ về tôi. Nỗi nhớ dày vào tôi, lấn át tất thảy sợ hãi. Nhưng khi tôi muốn đáp lời bà ấy, trước ngực đột nhiên truyền đến cảm giác nóng gian miếng ngọc trên cổ nóng lên hơi nóng giống như lửa từ ngực truyền lên đầu cũng trong giây phút này tôi tỉnh táo lại đó không phải mẹ tôi ngọn đèn nhỏ treo trong nhà kêu lên lách tách cứ như chớp tắt mãi lúc tối lúc sáng đôi tay đó thả tôi ra tôi lấy can đảm vén góc chăn lên qua khe hở tôi bắt gặp một đôi mắt to không có đồng tử thì thở người phụ nữ ghé sắt bên ngoài tấm chăn, mỉm cười với tôi tôi sợ đến mức hồn bay phách lạc cả đêm không dám ngủ ngày hôm sau tôi lén kể những gì mình thấy cho đạo sĩ ông ấy cứu giúp bố tôi tôi cầu xin như vậy trong làng chết liên tiếp mấy người khiến lòng người hoảng sợ có người trong làng đề nghị báo cảnh sát nhưng đều bị trưởng làng ngăn lại lý do ông ta đưa ra là mất hết thể diện sau này còn ai dám gả con gái đến chỗ chúng ta vợ mấy người đến từ đâu? Tụ Long có hiểu rõ không? Lời vừa nói ra, mọi người bình tĩnh lại. Rất nhiều nhà lấy vợ đều không theo con đường chính thống, mà là mua lại từ những kẻ bắt cóc. Một khi cảnh sát đến, thì bọn họ chắc chắn sẽ không ở lại đây, mà sẽ đi hết. Đạo sĩ nói ra ý nghĩa trong đó. Ông ấy không phải sợ điều này, mà là một khi cảnh sát đến, thì không chỉ quan tài bị tịch thu, mà còn cả những vật bồi táng đồ đạc được chôn cất cùng với người chết, trong đó cũng sẽ bị tịch thu. Trưởng làng không nỡ những thứ đó bị thu đi, ông ta muốn giữ làm của riêng cho mình. Xem kìa, ai ai cũng ôm tâm tư của riêng mình, người so với ma quỷ còn khó đoán, còn ác độc hơn. Thi thể nữ từ giờ sẽ do đạo sĩ trồng giữ, đồng thời bay ra đàn chấn áp tả khí thuật mạnh. Bố tôi không đến gần được như mắc bệnh ung thư tương tự giai đoạn quấy vậy ngày ngày bực bội đi tới đi lui trong nhà chỉ có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi để chốt giận tôi im lặng chịu đựng cho đến hôm nay có người gõ cửa đến thăm hóa ra là trường làng đến gom tiền đạo sĩ hết giá 10 năm vạn không được thiếu một đồng nhà nào cũng phải góp phần tiền có thể góp nhưng diễm thi sinh con cần phải mời bà đỡ. Nếu không đứa trẻ âm càng lớn, âm khí càng nhiều. Một khi rời khỏi thi thể mẹ, hậu quả không gánh nổi. Bà đỡ âm, không đỡ đẻ cho người sống, chỉ đỡ đẻ cho người chết. Nếu như để mặt đứa trẻ ma sinh ra, người trong phạm vi 300 dặm, chắc chắn sẽ chết. Bố tôi bắt đầu giả vờ giả vịt, nói không có tiền, dựa vào cái gì mà bắt ông ta được. <laughs> Ai phải đưa thì lòng mình rõ nhất, trong lòng tôi cũng rõ. Chẳng làng đã mất kiên nhẫn. Lão Vương, ông cũng sắp chết đến nơi rồi còn tiếc chút này ư? Ừ. Tôi lo cho bố tôi mất giác, bột miệng nói ra. Trong nhà rõ ràng có tiền, có năm ngàn. Bốc một tiếng, bố tôi tức đến thở phì phò, bạt tay rồi in hằn năm dấu ngón tay trên mặt tôi. Hùng giữ chửi mắng. Mày hiểu cái giấm, cầm mồm cho tao. Tôi hòa mắt chóng mặt, máu mũi ấm nóng chảy ra. Tôi không có nói bừa. Nửa tháng trước, bố tôi đã hứa hôn cho lão Trần Thọt ở bên làng kế bên. Lão Trần rất già, nói về tuổi tác thì có thể làm ông nội của tôi. Nhưng tính cách tàn bạo đã từng đánh chết hai người vợ. Lần này gả tôi qua cho lão Trần lão cũng sẽ đổi cháu gái cầm của lão tới cho bố tôi làm vợ. Loại trao đổi này được gọi là đổi vợ. Ở chỗ chúng tôi, con gái có thể trao đổi giao dịch giống như tiền vậy. Ở một góc độ nào đó thì tôi vô cùng đáng giá. Tôi trẻ trung xinh đẹp, cơ thể khỏe mạnh. Lần mua bán bày ra quả thực lão Trần đã được lời. Thế nên đã đưa cho bố tôi 5.000 tệ để bù vào. Tiền thì không có, mạng thì có một, Bố tôi cứng đầu tranh cãi, một thay tẩy tôi đến chỗ đạo sĩ. Đạo sĩ, không phải ông đang tìm người giúp cho bà đỡ âm sao? Con gái tôi, để nó làm. Bà đỡ âm là một bà lão 70 tuổi. Công việc này, ta đã làm hơn 50 năm rồi. Lần đầu tiên đỡ cho thi thể nữ ngàn năm, nguy hiểm khó lường cháu nghĩ kỹ chưa mặt bà ấy đầy vết chân chim, lưng còng giống hệt như con tôm khô chỉ có duy nhất là đôi mắt vẫn sắc bén sáng người tôi nói đang nghĩ kỹ để sẽ không hối hận vì đằng nào làm cho bà ấy còn hơn là cả tới nhà lão trần tôi còn cố ý van xin đạo sĩ truyền chuyện, chuyện đỡ âm này đến làng bên cạnh cứ nói con gái từng đỡ âm sẽ khắc chồng rất xui xẻo nhà lão trần sau khi biết sợ chết khiếp bây giờ ôn ao đòi trả hàng so với việc cả cho lão trần thọt thì thả làm việc này đúng không đạo sĩ hỏi tôi tôi gật đầu tôi ngoan ngoãn theo bà lão đi mất đứa trẻ này rất thông minh thế thì những việc tiếp theo ta nói cháu nhất định phải ghi nhớ kỹ sai một bước chúng ta đều không thể sống qua ngày mai hôm nay là ngày 10 năm âm lịch bà lão lấy hết đồ này đồ nọ trong túi ra đưa cho tôi đây là áo choàng găng tay giả cáo có thể che được mùi của con người vốn dĩ dường khí trên người phụ nữ yếu hơn đàn ông thế nên đỡ ầm trước này đều phải là phụ nữ còn có cuống rốn của âm thai chỉ được dùng cách kéo này để cắt. Tôi nhìn cái áo da cáo chỉ có một cái thì không khỏi lo lắng. Bà ơi, bà không dùng sao? Bà lão mỉm cười. <cười> Thời trẻ còn dùng. Bây giờ ta cũng đã bước sang một chân trong bên kia. Âm khí trên người còn nặng hơn dương khí. Có cần mặc sao? tôi nhận lấy cái kéo nặng trịch. Anh nến chiếu xuống, trên lưỡi kéo hốt đèn bóng, không hiện ra chút tia sáng nào. Đến khi đó ta đỡ đẻ, cháu đến cắt, nhớ lệnh. Ẩm thai rất hùng dữ, một trăm phần trăm sẽ trở thành hung thần. Đặc biệt là do thi thể nữ ngàn năm thai ngén. Một khi đứa trẻ khóc, cả làng cháu sẽ không có ai có thể sống sót. Tôi gần dạ hỏi. vậy vì sao không nhân lúc phòng bế lại thi thể này ạ? À? Phòng bế có nghĩa là quá chặt, không cho thoát khí ầm hay oán khí ra. Bà lão đáp. là mẹ sẽ mạnh mẽ. lời này bất kể là nói về người sống hay người chết đều giống nhau. Một khi chúng ta ra tay với đứa trẻ mà, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Ai cũng đừng mong lầm hại đứa bé lúc này. Sau khi ra đời, lập tức phải thả vào trong nôi. Đây chính là cách phù chấn áp tả khí Đạo sĩ sẽ tụng kinh hướng sinh 9981 ngày mới có cơ hội siêu độ cho mẹ con. Lúc này trong nghĩa trang tương đương với phòng sinh, đạo sĩ không thể vào nên đã bày trận bên ngoài. Vừa vào trong, mùi hôi thối nấm mốc từ thi thể thật khó hình dung phả vào mặt. Tôi dùng mình, nói không sợ, chắc chắn là giả. Lòng bàn tay tôi hoàn toàn đổ mồ hôi lạnh. Bà lão bảo tôi trầm nến trắng. Ngọn lửa xuất hiện, hàm khí trong phòng cũng tản đi không ít. Thi thể nữ với phần bụng nhô cao nằm chính giữa. Tôi cực kỳ chắc chắn Giờ đây cô ấy còn đẹp hơn lần đầu tiên mở quan tài. Cánh môi đỏ thắm, làn da trắng mịn giống như là đậu phụ, sáng bóng tươi đẹp. Vô duyên vô cớ khiến người ta sinh ra cảm giác bị làm nhục. Tôi rời tầm mắt ra chỗ khác không dám nhìn thẳng, chỉ sợ cô ấy sẽ lao đến ngay lập tức mà vồ lấy tôi. Nếu sợ thì thầm niệm tầm kinh đi. Bà lão ấy ra tay, tay nghề xuất chúng bắt đầu xoa bóp bụng của thi thể nữ. Thủ pháp của bà rất đặc biệt, lúc mạnh, lúc nhẹ, vừa xoa vừa lầm bẩm trong miệng. Tôi là bà đỡ âm của cô, bà Lưu. Cô đã đến tháng, cũng nên sinh rồi. Mỗi oan ức của cô tôi biết, tôi đều hiểu về con cô đã chịu tội nhục rồi. Cô đã chết, cũng không muốn đứa con trong bụng trở thành hồn ma dã quỷ giống như mình đúng không những lời này của bà lão đều là nói với phần bụng theo lời của bà đã xảy ra một cảnh tượng không thể tin nổi tôi ngơ ngác nhìn trái tim điên cuồng đập loạn thi thể nữ ấy vậy mà chậm chậm tách trần dạc tôi nén nỗi sợ cởi váy của thi thể nữ theo chỉ thị của bà lão không thể tránh né tôi đứt chậm vào da thịt của cô ấy cảm giác đầu tiên là mềm mại đặc biệt so với làn da làm công việc đồng áng quanh năm như tôi nhưng lạnh lắm rất lạnh lẽo lạnh đến thấu xương khiến tôi phải rụt tay lại lúc này trong hốc mắt thi thể nữ chảy ra máu tôi chợt quay đầu lại trước khi đỡ ầm chúng tôi phải thắp ba nén hương giống như trong chuyện đào mộ người thắp nến có nghĩa gần giống với ma thổi đèn người kinh kỵ ba dài hai ngắn hương tránh hai ngắn một dài. Nhưng hiện giờ, trong ba nén hương, chỉ có một nén ở giữa, không thấy thay đổi chút nào. Điều này chứng tỏ oán khí của người chết đã quá sâu, không chịu siêu độ. Không sinh sẽ quá giờ. Đến lúc đó mẹ con cô thành hung thần, chúng ta đều không gánh được. Bà lão sốt ruột, oán khí, oán khí của cô ấy rút cuộc là gì? Tôi điên cuồng động não, đúng rồi, mấy ngày trước, đạo sĩ đã tìm được lai lịch của thi thể nữ ở trong ghi chép của huyện. Thi thể nữ là con gái đồng thị, ngàn năm trước, nhà họ đồng vốn là nhà giàu có phú quý ở bản địa. Đồng thị có dung mạo xinh đẹp, là người hiền lương, 16 tuổi đã đính hôn với một nhà giàu có khác. Đây vốn là một mối lương duyên, nhưng ngay ngày thành thân, đoàn người gặp phải bọn thổ phỉ bắt cóc. Đồng thị gặp nạn, bị vũ nhục hơn tháng sau, nàng chạy trốn về nhà mẹ đẻ. Vốn tưởng rằng đã an toàn, nhưng cha mẹ anh em nhà nàng đều vì giữ thể diện mà nhân lúc nàng không đề phòng đã ép chết nàng. Ngày chết, vừa đúng là dằm tháng 7, nàng mặc khỉ phục đã mang thai. Sau khi chết, oan hồn bất tán, quấy nhiễu, khiến cho nhà nhà người người không yên, nên họ đồng đã tìm đại sư chấn áp tà khí. Cuối cùng, dìm con tài xuống dưới đáy hít sông ngụ ý vĩnh viễn không thể siêu sinh lúc mới nghe tôi cảm thấy chua sót hóa ra thời đại cổ đại vận mệnh của tiểu thư nhà giàu cũng không tốt hơn tôi là bao thời đại thay đổi tình cảnh của chúng tôi cũng nên thay đổi thôi máu liều lên não không biết can đảm từ đâu tôi nắm lấy tay của thi thể hồ lớn cô đã trốn thoát khỏi những tên xấu xa ấy. Cô cũng có dũng, có mưu. Cô vốn dĩ không hề sai, là cha mẹ cô sai, anh chị em cô sai, lễ giáo trói buộc kia của cô sai. Tôi biết cô thương đứa trẻ, nhưng bây giờ, cho dù cô sinh con gái hay không phải con gái, con bé cũng có thể đi học, có thể đi làm, có thể lựa chọn con đường bản thân muốn đi, không ai dám mất nặng cô bé cả. Cô để đứa bé đi đầu thai đi, nó sẽ không phải gặp những điều cô phải trải qua đâu. Những lời này của tôi nói không hề suy nghĩ, hoàn toàn nói hết một hơi, mà máu trong mắt thi thể thật sự đã không chảy nữa. Tôi đã cực đúng rồi. Dù đã chết nhưng thi thể nữ vẫn còn bằng năng làm mẹ. Cô ấy sợ, sợ con gái của mình cũng có một đời khổ ải như mình. Đổi vị trí để suy nghĩ, át sẽ biết được cô ấy đang lo lắng điều gì. Rất nhanh, về mặt thi thể nữ trở nên dữ tợn, giống như đang dùng sức giận đẻ vậy. Cuối cùng tôi đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Nhọc còn cắt cũng rốn. Bà lão hồ to, thể lực bà đát cạn kiệt, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. E, nó sắp không chống đỡ thêm được nữa. Nhất định đừng để đứa trẻ mở mắt. Chán tôi cũng đầy mồ hôi lạnh, trước mắt mờ hồ, ánh trăng u ám dọi xuống qua mái ngói vỡ. Tôi bế đứa trẻ, cả người đầy máu ra ngoài. Mùi hô tanh sọc vào mũi, trên người đứa trẻ còn có độ ấm và một sợi dây rốn mỏng nối liền với thi thể phụ nữ kia. Chúc mừng, chúc mừng cô là một bé trai nặng bà cân. Bà lão cất cao giọng báo tin vui với thi thể. Tôi giờ kéo, có hơi chần chừ bởi vì trước khi ra khỏi nhà, bố tôi đã bóp chặt vai tôi. Trong mắt ông ấy có sự điên cuồng Đứa trẻ nhất định phải sinh ra Không thể để bọn họ bị tổn thương Nó là em trai mày Là dòng máu của nhà họ vương chúng ta Nhà họ vương chúng ta cuối cùng Có người nối dõi rồi Hóa ra bố tôi muốn tôi đi đỡ âm Vì ông đã tính toán Tôi nói đó là thai ma Đại sư nói Không bỏ sẽ thành hung thần Chúng ta sẽ gặp tai ương Nào có con trai hại bố cho dù có là hung thần cũng phải nhận tổ quy tông. Cả đời này bố tôi tư mơ tưởng phụ nữ muốn có con trai sắp phát điên rồi. Cũng rốn mỏng manh trước mắt, ảnh hưởng đến tính mạng của tất cả mọi người. Bí mắt đứa trẻ động đậy, mắt sắp mở ra, tôi không còn chần chừ nữa, nghiến răng cắt một cái. Sau đó dùng tốc độ thật nhanh đặt đứa trẻ vào trong chiếc nôi rắn đầy bùa chấn hồn. Cần như cùng lúc đạo sĩ chạy vội vào trong, niệm chú, nhặt bùa, liền mạch lưu lất. Mây đèn che một đêm, lúc này mới tàn đi hết. Ánh trăng xoài xuống, tỏ hơn bao giờ hết. Đạo sĩ cầm đoàn với trường làng, 81 ngày sau, tài họa sẽ nhất định được trừ bỏ. Trường làng vui mừng khóc lóc, nắm lấy tay đạo sĩ liên tục cảm ơn. Không đợi chúng tôi thở vào nhẹ nhõm, một tiếng khóc trẻ con vang vọng, xé rách sự yên tĩnh. Trong ánh mắt, mùi hôi tanh nồng đậm sọc đến giữa hai chân vốn dĩ của thi thở đang mở ra lại nhúc nhích thêm một lần nữa đó là một cái đầu nhỏ xíu cảnh này dọa trường là ngã ngồi trên đất ngay cả bà lão đỡ âm thấy nhiều chuyện cũng mặt xám như cho tàn thì thể nữ mang thầy đôi hai hung thần hiện thế đất cằn ngàn dặm người chết phơi thầy Đứa trẻ mà đã mở mắt, oe oe khóc mấy tiếng, hóa thành một làn khói rồi biến mất. Sau khi sinh xong đứa thứ hai, da của thi thể bắt đầu mịn màng, ngay lập tức xỉn màu. Trên mặt còn tắt ra đầy mồ hôi, hoàn toàn không còn vẻ đẹp mê hoặc như lúc ban đầu. Đã trở thành hung thần rồi. Ai cũng không có cách. Các người, tự mình lò liệu đi. Bà lão lúc trước nhận tiền, giờ trả lại tất cả cho trường làng, chạy đi ngay trong đêm. Lúc này, lòng dân hoảng hốt, đạo sĩ trường chỉ đành an ủi. Đứa trẻ ma chào đời, người đầu tiên chết chắc chắn là người ngày thường gần gũi với thi thể nữ nhất. Dân làng sợ bị liên lụy nên dồn dập rời đi. Lúc này đến lượt bố tôi cảm thấy buồn trồn. Đêm đó ông ta không ngủ cả đêm Ông ta bảo tôi canh ở cửa, người đeo lục lạc. Như vậy, có lẽ sẽ cảm thấy yên tâm. Hễ có gió thổi, ông ta sẽ biết. Ông ta còn nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Mày đã đỡ âm, dẫu sao cũng sủi xẹo. Ở trong mắt ông ta, con gái là bắt nước hất đi, chà đạp như nào cũng không đau lòng. Tôi không lên tiếng, chủ yếu là do tôi đã quá hiểu con người ông ta Ông ta hơi chút không vừa ý, xét thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi và mẹ. Mẹ đi rồi, tôi hứng chọn mọi thứ. Ở trong làng đánh vợ là đạo lý hiển nhiên, không ai quản. Khi đánh tôi, họ hàng sẽ tỏ ra có lòng khuyên mấy câu. Đừng có đánh! Đánh hỏng rồi sau này không dễ tìm được nhà nào cần đâu. Con gái mày sinh nhớ này, nói không chừng tiền xính lễ có thể đủ cho mày xây nhà đấy. Đánh thế, nát hòa dập vấn. Vì vậy, tôi đã quen im lặng, nhưng tôi cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì mẹ từng nói không chỉ có mỗi sư tử được sinh ra ở trong đồng cỏ rộng lớn, mà còn có cả sói ăn thịt thối, có cả con kiến ăn phần vụn để còn sống. Giữa sức và hèn nhát, có một đường ranh giới rất mỏng manh. Chỉ có bản thân tôi mới biết được đâu là đường giới hạn. Nhưng đợi cả một đêm lục lạc trên người tôi vẫn không kêu. Bố tôi bình an vô sự, không xảy ra chuyện gì. Mà người chết lại là trưởng làng. Khi trời tàn sáng, ông ta đã chết trong căn nhà của mình. Nhưng tình trạng chết còn giống với mấy người trước. Đầu ông ta cắm vào bồn cầu. Cứ thế mà chết đuối. Cùng lúc đó, đạo sĩ trường không thấy tung tích đầu. Đứa trẻ ma ông ấy phụ trách siêu độ cũng không cánh mà bay nhất định là do đứa trẻ báo thù rồi. Nhưng người gần gũi nhất với thi thể, sao lại là trưởng lang? lẽ là ông ta. đạo sĩ nói nếu đứa trẻ ma thành chắc sẽ giết người công ngừng. Chúng ta đều chạy không thoát. trong làng rối loạn, trưởng lang đức cao vọng trọng chết. Nhất thời mọi người cũng không đủ chính kiến. trong hỗn loạn, một đạo sĩ lạ mặt đi vào cửa trông mặt khoảng 40 tuổi, sách theo túi, người đầy bụi bặm, dân làng đề phòng hỏi ông ấy là ai. Ông ấy tự xưng họ trương. Rõ ràng là trưởng làng đã liên hệ. Mời họ trương, họ trương tới rồi. Ông là trương nào? Người ấy ngạc nhiên khi nghe người phụ nữ kể nói, rồi mới trả lời. Trưởng làng mấy người đã liên hệ với tôi, còn cho địa chỉ bảo đến làm phát siêu độ cho thi thể nữ ngàn năm. Ai? Ai đã thay thế tôi? Sau khi kiểm tra chứng minh thư của ông ấy, chúng tôi đều trợn tròn mắt. Nếu như ông ấy là đạo sĩ trường thật, vậy thì những ngày qua, đạo sĩ trường vẫn luôn bận bịu ở trong làng là ai? Đạo sĩ trường thật sự vừa nhìn bùa chú còn sót lại thì giật mình, nói rằng đây vốn dĩ không phải bùa chú chấn áp tà khí gì cả. Đây là bùa gọi hồn, càng dùng thì sức mạnh của đứa trẻ ma càng lớn. Thế nên bụng của thi thể nữ mới lớn nhanh như vậy. Nam Đinh trong làng mới không ngừng bị mây hoạch. Không có ngoại lực trợ giúp thì thi thể nữ tuyệt đối không đến mức này. Đạo sĩ Trường giải thích đứa trẻ ma cực tà nhưng một khi tìm được cách khống chế thì có thể tự mình sai khiến thằng quan phát tài gì đó cũng không phải nói chơi đạo sĩ già kia làm thế này là muốn đứa trẻ ma nhận ông làm chủ rồi. Tôi cẩn thận suy nghĩ lại, quả thật là kỳ lạ. Trong thời gian ngắn như thế, đạo sĩ tìm được ghi chép nghìn năm cổ huyện ở đâu, còn tìm được nhanh đến vậy. E, là sớm đã có chuẩn bị, lập kế hoạch từ trước rồi mới đến. Đối mặt với cục diện dối rắm đạo sĩ Trương cũng bất lực. Ông ấy nói, đêm nay đứa trẻ ma đoán chừng sẽ đến nhà tôi. Tôi lo sợ bất an trở về nhà Cũng đã tối rồi Mà trong sân không thấp lấy một ngọn đèn Tôi tưởng rằng trong nhà không có người Bật đèn lên Thì nhìn thấy trong nhà đầy giữa bột Các loại tá lót, núm tì giả Đây đều là Đồ dùng cho trẻ sơ sinh mà Bố tôi vừa nhìn thấy tôi bật đèn Lập tức tắt đi Ông ấy chửi tôi Em trai mày không được nhìn thấy ánh sáng Tắt hết cho tao Lúc này tôi mới nhận ra Trong lòng ông ta vậy mà đang ôm một đứa trẻ sơ sinh chính là đứa bé tôi đã đỡ đẻ đứa trẻ mà ngậm núm ti giả kêu a à a à với tôi so với lúc mới sinh tẩy máu đôi mắt của nó nó có màu đỏ răng nanh của nó dính vết máu lẫn cả sữa bột trong lòng tôi ngập tràn sự sợ hãi cả người cũng bất giác mất cảm giác run lên ừ, à, thằng cọt bướng bỉnh thế này nhỉ bố tôi thần thiết cọ mặt vào đứa trẻ ma. Đây mới là nòi giống của nhà họ vương chứ. Sao có thể để đạo sĩ hạ được? Đêm qua, tao đi trộm bị ông ta phát hiện. Nhưng ông ta không đánh được tao, nên chỉ có thể bỏ trốn. Đứa trẻ thứ hai kia Bố tôi lập tức cười khẩy. <laughs> đứa đầu mới là con trai, đứa còn lại là đồ ăn hại, ai thích người đấy để mà nuôi sự vô lý to lớn như vậy vây lấy tôi đã đến mức này vẫn còn quan tâm con trai con gái sau đứa trẻ ma đoán chừng nhớ tôi đã đỡ đẻ nên hai cánh tay khô đét cứ chìa về phía tôi tôi ghét bỏ lùi lại phía sau bố tôi thấy đứa trẻ ma không uống sữa nên cắt ngón tay của mình nhỏ máu vào mồm nó quái vật kia ra sức mút lấy uống trùn trụt rồi nứt một cái đầy mùi tanh con ngoan, con ngoan, uống thêm đi. Tôi thấy khuôn mặt rạng rỡ của ông ta thì ghê tởm đến nỗi cả người khó chịu. Ấn đường ông ta đã biến thành màu đen, tử khí đều tập trung tại đó. Nhưng ông ta hoàn toàn không biết, cứ một câu con trai ngoan, một câu cục cưng của bố. Không phải hôm nay, đạo sĩ kia nói dùng máu thịt của người thân để nuôi sẽ khiến gia đình thăng tiến phát tài sao? Con kìa, mày nuôi em trai cho cẩn thận sau này em trai sẽ giúp đỡ mày đấy mạng mà mẹ mày không tốt số không có con trai nhà họ vương chúng ta phải nối dõi tầng đường cần dựa vào em trai mày đấy ngày hôm sau đạo sĩ tập hợp dân làng lại đêm qua là ngày đại hung âm phủ không đóng tai họa đã xuất hiện đứa trẻ mà sẽ tìm tới người mẹ đã chết Ông ấy dặn dò, nhà nào có chó mực với gà trống sống lâu năm, trộn máu với nước rồi cho chúng uống để làm thủ thật che mắt. Dân làng khóc lóc, vừa cầu xin vừa bái lệnh, đạo sĩ thở dài. Năng lực của tôi có hạn, chỉ mong cách này có tác dụng, những việc khác mặc theo ý trời đi. Sau khi về nhà, tôi lấy máu gà máu chó bôi lên khung cửa theo cách đạo sĩ nói, rồi uống một chút. Đến tối, tôi rắc một lớp gạo ngoài sân, sau đó trốn vào trong nhà vệ sinh. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh đã đến như hẹn. Tôi thầm kêu không hay, thủ thuật trên mắt này không có tác dụng. Giữa hai đứa trẻ sơ sinh, đã sinh đôi, luôn có sự thông linh. Đứa bé gái chắc hẳn tìm tới anh trai của nó. Cửa lớn đã bị gió thổi tung, đột nhiên tôi cảm thấy trên mặt ngứa ngáy. Tôi ngẩng đầu lên, Xác người phụ nữ trèo ngược trên xà nhà, mái tóc xòa dài xuống, xóa vào mặt tôi. Đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi không dám thở mạnh, nín thở mãi. Xác người phụ nữ chậm rãi bỏ xuống. Nhưng cô ấy không có ý muốn làm hại tôi. Đoán chừng nhớ tôi đã đỡ đẻ nên chỉ ngửi ngửi người tôi. Tôi cảm giác cô ấy đang hỏi con trai mình ở đâu. Tôi không chần chừ, lập tức chỉ về phía hầm. Đó chính là chỗ bố tôi ẩn nấu mình. Một ngày sau, sở cảnh sát biên giới nhận được báo cáo nói là làng vương gia đã xảy ra đại án đặc biệt phía cảnh sát đi đường mệt nhọc hai ngày mới tới được thôn làng hẻo lánh này ngôi làng nằm sâu trong núi rừng không có đường sắt không có đường thông với đường quốc lộ ngay cả trên bản đồ cũng không có đánh dấu nghe nói dân làng tàn sát lẫn nhau chỉ vì tranh giành sát một người phụ nữ cô gái may mắn còn sót đã dùng chiếc điện thoại duy nhất trong làng để gọi báo cảnh sát. trong điện thoại Quấy Hoàng sợ vô cùng. đúng, chỗ chúng tôi có thi thể nữ ngàn năm, bọn họ muốn cướp đoạt. cháu biết, đó là văn vật phải giao nộp cho quốc gia. giờ làng còn muốn trôn sấn bố cháu, ông ấy không có cách nào mới phản kháng. xin mấy người đến cứu bố cháu. phía cảnh sát đã vòng tỏa hiện trường, nhưng sau khi đợi chuyên gia văn vật mở quan tài. Bên trong, nào có diễm thi sinh đẹp tuyệt trần nào? Có, nhưng chỉ là một bộ xương nữ bình thường trắng hếu. Quanh bộ xương người có rất nhiều chỗ xương gãy. Xem ra, con sống đã phải chịu ngược đãi không ít. Người ta đã xác minh được bộ xương này thuộc về đoàn Tòng Cổ Cầm, một nữ sinh viên đại học Nam Kinh bị buôn bán cách đây 18 năm, cũng chính là người mẹ đã mất tích nửa năm của tôi. Ngày đó, bố tôi đã cầm dao bầu chấm tất thảy 18 nhát, rồi lại chấm chết 18 người trong làng. Bản thân ông ta cũng bị thương nặng, cổ họng bị thủng một lỗ rất to. Phía cảnh sát đã đưa ông ta đến bệnh viện huyện để cấp cứu. Nhưng ông ta cũng không nói được gì, chỉ có thể sợ sệt nhìn tôi và phát ra mấy âm đơn giản vô nghĩa. Phía cảnh sát điều tra rất nhanh, đã liên lạc được với người nhà của mẹ tôi. Bố, đây chính là ông ngoại con, giáo sư Đoàn Thiên Diệp. Tôi dẫn ông ngoại vào phòng bệnh. Ông mới ngoài 50, nhưng dâu tóc đã bạc trắng, vẻ mặt tang thương. Ngay khi bố tôi nhìn thấy ông, thì sắc mặt thay đổi rõ rệt, sợ hãi đến nỗi khiến cổ họng chảy máu. Trong ánh mắt hoảng sợ của ông ta, tôi mỉm cười. Thất quen mắt đúng không? Ông ngoại tôi chính là đạo sĩ trường đã mất tích kìa. Bùa chú chấn áp tà khí là giả, thần phận đạo sĩ cũng là giả. Chúng tôi từng bước, từng bước thúc giục thi thể nữ biến thành hung thần để báo thù. Đêm đó, tôi đã chỉ ra nơi bố mình ẩn náu. Bố tôi ôm con trai hốt hoảng chạy ra ngoài. Ông ta ngồi lên máy kéo ở đầu làng, một chân đá văng tôi. Tôi ôm lấy chân ông ta cầu xin đừng bỏ tôi lại. Con chó chết đi, nuôi mày bao năm, đủ rồi, cút. Tôi ngã lăn ra đất, nhưng không tức giận khóe miệng không nhịn được mà cong lên mỉm cười. Lúc này, những dân làng khác nghe thấy tin tức cũng đã đuổi đến. Bọn họ dơ bó đuốc với quốc chim, sát khí bừng bừng, ánh lửa chiếu sáng xung quanh tượng ban ngày. Người dẫn đầu là cô ruột của tôi. Được lắm vương đại quý! Đứa trẻ mà, thật sự do anh giấu! Anh muốn hại chết cả chúng tôi sao? May mà đạo sĩ có chuẩn bị từ sớm, đã hạ chú lên người anh! Bố tôi trợn mắt nếu không phải đang ôm đứa trẻ Thì chắc hẳn ông ta đã bóp chết tôi ngay tại trận Còn chó Mày dám tố giác tao Điều đó chắc chắn rồi Tôi khóc lóc giải thích Bố Nhà chúng ta không dễ gì có con trai Con nghĩ cô cũng sẽ vui vẻ Cô không phải mong bố con Có người nối dõi nhất sao Làm sao Con biết cô ấy sẽ bàn đứng chúng ta chứ Cô tôi đã sinh bà nằm, một nữ, ngày thường đều lấy chuyện con trai ra để ức hiếp mẹ tôi. Mẹ tôi dạy tôi học, sau khi bà biến mất thì xông vào xé rách tài liệu của tôi. Không dịp chết cái con chết tiệt này, là tốt lắm rồi còn muốn học vi hành, ai cho mày học? Bà ta biết bố tôi có còn nối dõi thì sợ đến hồn vía lên mây, ta nói cho dân làng biết hết. Đạo sĩ nghiêm giọng kêu lớn đứa trẻ ma đã hút máu ông ta, mau nhốt vương đại quý vào quan tài, thì mới bảo đảm mọi người được sống. Mọi người cùng nhau xông lên, bố tôi ôm chặt đứa trẻ ma, nhưng ông ta nào có địch lại được nhiều người như thế. Đứa trẻ ma giật mình hoảng sợ bắt đầu khóc, rất nhiều côn trùng từ trong xác thịt bay ra, chui vào mắt vào mũi dân làng, tà khí ngay lập tức nổi lên từ bốn phía. Thậm chí tất cả mọi người đều mê man trong tiếng khóc thê lương của đứa trẻ ma mà bỏ về phía. Nghe đến đây, đồng tử bố tôi cò lại. Ông ta cố gắng vườn tay để ấn chuồng gọi y tá. Tôi dùng sức đánh vào bàn tay ông ta giống như ông ta từng đánh mắng tôi và mẹ. Bố, chắc hẳn bố rất tò mò. Vì sao ngày hôm đó mọi người tàn sát lẫn nhau? Chỉ con là không sao nhở Vì sao mà thi thể nữ với đứa trẻ ma đều không động vào con nhỉ? Tôi ghé sát vào tai ông ta thì thầm, dùng giọng nói lạnh lùng nhất. Bởi vì mẹ con cũng ở bên trong đó đó. <laughs> Máu thịt và oán khí của bà ấy đã được hợp nhất với thi thể nữ ngàn năm ở dưới sông. Đây mới là nguyên nhân khiến thi thể thật sự nổi điên. Đúng thế, Tôi biết mẹ tôi đã không còn từ lâu. Vào đêm đó của nửa năm trước, tôi đã ăn kẹo thỏ trắng bố trò rồi ngủ say. Nhưng nửa đêm, một cơn gió nóng khiến tôi tỉnh táo trong giây lát. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của trưởng làng. Cậu được đây, lão phường. Vợ đẹp như thế này mà còn nỡ. <laughs> Vậy thì ông phải tăng giá. 35. Đắt quá. 30 là cùng cũng không phải con gái còn trinh. Nếu đổi con gái của nhà cậu, mày ra. <laughs> Vậy ông già giá đi. Dám ra, tôi dám bán. Dưới sự dẫn dắt của ông ta, trường làng đã vào phòng mẹ tôi. Rất nhanh, tôi đã nghe thấy tiếng dây xích va chạm dữ dội từ phòng trong. Mẹ tôi giận dữ hét lên, nhưng mọi sự phản kháng đều vô ích. Chồng kẹo có thuốc, tôi nghe những gì đang xảy ra vào lúc này trong lúc ý thức mơ hồ hóa à ra ông ta vẫn luôn kiếm tiền bằng mẹ tôi ư cũng phải ông ta vô cùng vô công rồi nghề rồi lại còn thích đánh bạc tiền bạc trong nhà từ lâu đã chẳng còn một xu vậy mà ông ta vẫn có tiền tiêu tôi phải nghĩ ra ngay từ đầu chứ chẳng bao lâu tôi cũng sẽ trở thành như vậy sẽ trở thành công cụ để kiếm tiền của bố tôi ư đợi đến khi tỉnh lại tôi đã không thấy mẹ đâu tôi hỏi bố thì bố hờ hững nói rằng bà ấy bỏ chạy rồi không phải tìm nhưng trên sàn nhà rõ ràng có vết máu chưa khô tôi giống như phát điên đi khắp nơi tìm bà ấy đêm đó trời mưa tôi chạy theo dấu vết của bánh xe trong bùn đất cuối cùng tìm đến bờ sông ở đó tôi tìm được hai chiếc dép dính máu của mẹ trường làng đã lỡ tay giết chết bà ấy lại cho bố tôi một khoản tiền bịt miệng một khoản tiền Đủ ông ta đi cưới vợ mới. Thu hận lúc nào cũng thiêu đốt tôi. Nhưng tôi có thể làm gì được đây? Tôi lén dấu thuốc chuột. Có búa dìu sắc bén. Tôi đã chuẩn bị ngọc nát đá tan. Nhưng những điều này đã hạ sách. Còn xa mới đủ. Tôi luôn là bé gái thông minh. Mẹ tôi tiếc nuối nói. Nếu như tôi trong thành phố. Sẽ không biết sẽ xuất sắc bao nhiêu đây. Mặc dù bà ấy bị chói dích lâu. Nhưng vẫn dạy tôi rất nhiều thứ. Bà ấy dạy tôi về chữ pin in, nguyên lý cơ bản của toán học, thơ ca từ. Trần bà ấy bị đánh gãy, cơ thể bà ấy nhìn thấy cả xương trắng, tôi bất giác bất lực khóc. Mẹ, hay là mẹ gả con cho lão thọt đi, nghe nói ông ta có tiền, không chừng có thể giúp mẹ. Người mẹ dù khổ dù mệt cũng không bao giờ giận cá chém thất với tôi, này thay đổi tát cho cồi một cái một bật tay giống như làm cho tôi tỉnh đầu tôi kêu ong ong không rõ mình đã nói dài cái gì bà ấy hùng dữ hai mắt đỏ lên còn nhớ kỹ cho mẹ nhớ kỹ tên mẹ đặt cho con tên là Đoàn Cẩm Cẩm trong phẩm chất đẹp của con người Cẩm ý là ngọc đẹp vĩnh viễn vĩnh viễn không thể nảy sinh suy nghĩ dùng cơ thể làm vốn để lấy sự giúp đỡ đó là khởi đầu của sa đọa là bước đầu tiên bị thuần phục. Còn là người, không phải đồ vật, không nên có giá cả. Nhớ kỹ, mẹ tôi đã từng giận như vậy. Bà ấy tức giận lắm, nắm chặt lấy vai tôi mà bấu đến bật máu. Tôi chỉ có thể ra sức gật đầu. Ba ngày sau, khi mẹ tôi xảy ra chuyện, ông ngoại đã tìm đến được tôi. Chỉ cách ba ngày, 72 giờ đồng hồ, bố con đã lỡ mất nhau cả đời, mãi mãi không gặp được nhau. Ông ngoại vẫn luôn tìm con gái trong 18 năm nay. Ông ấy đi theo khu vực dọc chạm xe lửa, giờ tấm ảnh của mẹ tôi. Tìm một cách cuốn chiếu trong bấp lực. Năm tháng trôi qua một cách vô ích, ông ấy từ một giáo sư giỏi giang đã trở thành một ông già cù lưng. Khi ông ấy tìm được tôi, ông cháu chúng tôi đã ôm nhau khóc một trận. Tôi không vội đi, tôi lặng lẽ nhìn con sông kia. Dạo này hay bị lũ lụt nước sông dâng cao chảy xiết giống như thú hoang rít gào mẹ cảm giác cầm vẫn con chưa bao giờ dám quên phút chốc cũng chưa từng mẹ con phải ăn miếng trả miếng với họ tôi đã thề tất cả những người đã làm hại bà ấy đều phải trả giá ông ngoại thông thạo phong tục tập quán dân tộc sau đó đã cùng bà đỡ âm người bạn lâu năm và đạo sĩ trường diễn màn kịch này đám người này ngu dốt ích kỷ tàn nhẫn tại sao không dùng nhược điểm của họ để dùng chúng tự chém giết lẫn nhau chứ? Vương đại quý cũng có thể chết, hai đứa trẻ ma cũng cần có bố nữa. Ông ta phải nhận hết giày vò, cả ngày lẫn đêm cho đến chết. Mọi chuyện đã đến hồi kết. Tôi ôm vòn vẹn một bộ quần áo mà mẹ có rồi khỏi làng vương ra. Trước khi lên xe, tôi nhìn con đường lầy đội bùn đất phía trước mặt, nói với ông ngoại. Ông ngoại Quãng đường này Chúng ta cùng đi qua nhé Cứ thế chúng tôi một già một trẻ Men theo con đường mẹ tôi bị bắt cóc năm đó Lần nữa Từng bước Từng bước đi ra Con đường này thật khó đi làm sao Mỗi một bước đều nặng tượng ngàn cân Đi mãi đến khi khóe mắt tôi không nén được đau Và nhói Khoảnh khắc này Chúng tôi đã đợi 18 năm Cuối cùng tôi quay đầu Tầm nhìn của tôi cũng nhẹ đi về nước mắt không còn bóng dáng của ngô làng nữa. Chỉ có mẹ tôi đứng ở phía xa. Tóc tết bím, bà ấy vô cùng rạng rỡ cùng dáng vẻ hạnh phúc của năm 18 tuổi, vẫy tay với tôi. cẩm đoàn, chào con. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc đây là một câu chuyện của Trung Quốc, một câu chuyện dịch. lâu lâu thì Hằng cùng với ban biên tập sẽ tan xen vào một vài câu chuyện dịch của nước bạn hay là bất kể nước nào khác để gửi tới thính giả đổi gió một chút, xem mọi người yêu thích thể loại nào ấy. phải nói là câu chuyện này nó rất hay phải không mọi người? Hiện giờ bên Trung Quốc cái nạn mà bắt cóc bán đến vùng núi xa xôi làm vợ nó không thiếu đúng không ạ? và cái uh, tâm linh ma mị kinh dị của Trung Quốc lúc nào nó cũng ghê rợn và những cái nhuốm màu kỳ bí hơn các nước khác đúng không ạ phải nói câu chuyện rất là hay cảm ơn mọi người đã theo dõi lắng nghe từ đầu cho đến bây giờ nếu như mọi người yêu thích những thể loại như thế này thì hãy để lại phần bình luận bên dưới cho hằng biết nhé bây giờ đêm đã về khuya chúc tất cả mọi người có một giấc ngủ ngon và một giấc mơ đẹp chúng ta hãy cùng hẹn gặp lại nhau vào những chương trình lần sau xin chào và hẹn gặp lại